đẩy này đi nha các bạn, cái thang này không có xài được nữa. Rồi hốt bỏ vô thùng rác nè. Rồi tiếp tục mình sẽ phải trà nửa bếp nước cho thiệt là sạch sẽ đây. Giờ mình sẽ trà xong lên, trà xà bông lên. Một miếng hamburger lên cái kênh nữa.